Lò mắm của Nhiều xin chào cả nhà. Hôm nay Dinh sẽ giới thiệu cho cả nhà một mùa tép guốc làm mắm ở Trà Vinh là như thế nào. Ở Trà Vinh người ta gọi con tép guốc này á là con guốc, là con tép co, là con tép xà ginh. Còn ở những chỗ khác á, hình như người ta gọi là con tép môi. Có đúng không nè cả nhà? Vụ làm mắm tép guốc bắt đầu từ tháng 3 âm lịch. Tùy theo con nước mà mình làm guốc ngày hay là guốc đêm. Người ta ở gần biển thì khi con guốc vô người ta muối luôn, tiện lợi vô cùng. Còn mình cách biển tới 40-50 cây số thì phải đợi guốc vô rồi vận chuyển về lò mắm để muối. Nếu nghề làm mắm có những ngày thảnh thơi thì cũng có những ngày làm đến 10 giờ đêm như thế này. Đặc biệt là vào mùa tép và mùa cá tươi thì làm rất là cực. Cá tép về là phải muối ngay trong đêm để tép còn tươi, làm thành mắm mới ngon. Mà một năm thường chỉ có một mùa để dựa lại và bán cho tới một năm sau mới tới mùa tép mới. Nên có thức đêm thức hôm thì cũng phải tranh thủ làm. Lúc này là gần 8 giờ đêm, mọi người đang chờ cho xe guốc lên để làm. Trong khi chờ đợi thì ngồi lặt tỏi để giết thời gian. Và cuối cùng thì xe guốc đã lên tới rồi nè cả nhà. Guốc tươi thì được mấy chú đóng vào một cần xé như thế này. Một cần xé như vậy là gần cả 100 kg. Và nguyên một xe này chắc khoảng hơn 1 tấn. Và rất là may mắn là con nước này tép guốc rất là đẹp. Tép trắng phiếu và rất là to. Đối với người làm mắm mà mua được con tép guốc bông lau là mừng còn hơn trúng số. Vì guốc bông lau làm thành mắm, mắm rất là đẹp. Con tép to, trắng phiếu, nước mắm thì trong veo. Bán ra rất chạy vì là khách hàng rất ưa chuộng. Mà đầu biển thì người ta thường nói là hên xui, tại vì nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là thời tiết, khí hậu, tùy theo con nước, nhầm đợt có ngay biển động hay gì đó, guốc nhỏ xíu mà đen xịn, rồi còn có gác hoặc là lộn cua còng, hoặc là lộn cá này cá kia, là mình phải rửa rất là cực, rồi phải lựa gác ra, rồi lựa cá ra, nói chung là nó cực gấp mấy lần. Guốc sạch, guốc đẹp như thế này, mà chất lượng thành con mắm lại không ngon được như guốc bông lau. Là mắm mình ở đây thì có khoảng 4-5 người thôi mà đã thấy nhộn nhịp vậy rồi. Vào vụ guốc này mà được ngay ở vùng biển thì chắc vui lắm ha cả nhà. Dinh thấy ở vùng Cà Mau và những vùng khác người ta cũng có làm cái con tép guốc chua này. Nhưng mà mỗi vùng là mỗi vị. Ở vùng Trà Vinh mình người ta hay gọi là mắm xà ginh là đặc sản. Là ở chỉ có ở Trà Vinh mới làm ra được cái con mắm xà ginh mà nó khác cái mùi, khác cái vị ở những vùng khác. Mắm tép chua này mình muối khoảng 2 tuần là đã thành mắm và bán được. Mắm này cũng khá là dễ ăn, chấm thịt luộc, cá nướng, lòng bò luộc, kèm khế chuối chát, cao sống thì khỏi bàn, hoặc là trộn với đu đủ cũng rất là ngon. Cách nêm nếm cũng dễ, chỉ cần tỏi, ớt, đường, bột ngọt, rồi nặn chanh là vừa ngon luôn, hoặc là thêm khóm băm cho nó thơm hơn. Vậy là đã thành một cái món chấm thần thánh, chấm cái gì cũng hợp. Là mắm của Nhiều xin cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi. Đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Là mắm của Nhiều ra những clip tiếp theo. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những clip sau nhé. Bye bye cả nhà.